Còn cái câu hỏi thứ hai á, là khi mà đi qua một cái đoạn đường thấy một chiếc xe tải chở con heo đi giết mổ á, tâm xúc động và đau khổ thì để mà hóa giải nó thì quý vị tu tập tâm bi vô lượng ha. Tâm bi vô lượng, cái tu tập tâm bi vô lượng đó là gì? Đó là chúng ta nghĩ mỗi mong cho những cái chúng sanh bớt đi những cái sự đau khổ, nghĩ đến cái sự khổ của chúng sanh, thương thương chúng sanh đã phải chịu đau khổ, thương chúng sanh phải chịu đau khổ. Thì chúng ta có ba cái loại khổ, thương thương chúng sanh phải khổ, tâm bi vô lượng ha, tâm bi, tu tập tâm bi, bi tâm chúng sanh chịu khổ. Thì nó có ba, có khổ, nó có ba, có nghĩa là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì cái khổ khổ đó là cái mà chúng ta thường thấy, có nghĩa là sự có mặt của những gì làm cho thân và tâm khó chịu đó. Còn hoại khổ á, là sự vắng mặt của những gì làm cho thân tâm dễ chịu. Gì làm cho thân tâm dễ chịu đó. Ví dụ như chúng ta ăn thường, chúng ta ăn cơm lúc nào nó cũng cơm dẻo, cơm ngon, nhưng mà ngày hôm đó tự nhiên là ăn trúng cái cơm sượng, cơm sống hoặc là cơm nhão, thì nó là cái sự vắng mặt của những gì làm cho thân tâm dễ chịu, thì nó là cái sự hoại khổ. Hoặc là chúng ta có cơm, thường ngày chúng ta có cơm, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nghèo, chúng ta không còn cơm ăn nữa, thì nó là cái hoại khổ. Còn hành khổ á, là cái điều kiện nhân duyên mà chúng sanh lệ thuộc. Thì thường chúng ta thấy nhiều ở hai cái này, đó là cái sự khổ khổ và cái hoại khổ. Có nghĩa là chúng ta phải tiếp xúc với những gì mà khiến cho thân hoặc tâm của chúng ta đó nó khó chịu, chúng ta không thích, chúng ta bất mãn. Như là quý vị thấy một cái con heo đó, nó phải chuẩn bị, nó chuẩn bị tới đối diện với lại cái sự tra tấn, cái sự giết hại, thì nó là khổ khổ. Còn hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho thân tâm dễ chịu, đó là con heo nó đã vắng đi cái sự ăn uống thoải mái ở trong cái chuồng nuôi, nó đã vắng đi cái sự tắm rửa thoải mái dễ chịu, nó vắng đi những cái sự mà vui chơi bên cái người bạn tình của nó đó, thì nó là hoại khổ. Còn hành khổ đó là xin thưa, bởi vì nó là con heo, chính bởi vì nó là con heo cho nên nó không ý thức được nó khổ, chính bởi vì nó là con heo cho nên nó cảm thấy cái chuyện là mỗi một ngày đều được ăn cám, mỗi một ngày đều được tăng cân, mỗi một ngày đều được chui xuống cái sình bùn, và nó cảm thấy đó là hạnh phúc. Chính bởi vì nó là con heo cho nên nó mới thấy cái chuyện nó hôi hám, cái chuyện mà nó ăn tạp nó là hạnh phúc, mà bản thân người ngoài nhìn vô thì thấy nó không có gì hạnh phúc hết. Một cái con heo mà phải ăn ăn cho no cho mập đó, rồi chờ đủ ký đem cân đi làm thịt, nhưng mà nó là con heo, nó không ý thức được chuyện đó, thì đó là hành khổ đó quý vị. Hoặc chúng ta thấy một con dồi ở trong đống phân, chúng ta thấy cái chuyện mà nó ăn phân nó kinh khủng, nhưng mà con dồi đối với nó thì nó không thấy cái chuyện đó là ghê gớm, mà nó thấy cái phân đối với nó là một cái chuyện đẹp, một cái chuyện mà thơm phức. Còn nếu mà chúng ta cho nó một cái chai nước hoa thì con dồi nó không có thèm, con dồi nó chỉ thèm phân. Thì đó là hành khổ đó, là cái điều kiện nhân duyên mà chúng sanh lệ thuộc. Thì khi quý vị quán tưởng chúng sanh như thế, quý vị phát khởi cái lòng bi mẫn. Nhưng mà nhớ nha, bi bi thì nó khác 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 với lụy, khác với lụy. Lụy là đụng đâu cũng khóc,
thấy người ta chảy nước mắt mình cũng bắt đầu là mình chảy nước mắt theo. Coi một bộ phim Hàn là cần phải tốn một hộp khăn giấy thì nó là lụy ha. Còn bi là thương chúng sanh chịu khổ, thương cái thương đó là cái thương của cái tâm tâm vô lượng, cho nên bi thì nó khác lụy. Rồi hoặc là quý vị hành hành xả tâm, hành xả tâm có nghĩa là sao? Hiểu rằng đó, hiểu rằng mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Nó có nghiệp của nó, mình có nghiệp của mình. Vì nó sanh làm cái loài heo cho nên là nó phải chịu một cái đời sống mà đau khổ. Đó. Vì một con dồi, nó cái nghiệp của nó là con dồi cho nên nó phải chịu cái cảnh đau khổ của con dồi. Đó. Rồi vì chúng ta là con người cho nên là chúng ta phải chịu cái cảnh khổ của loài người. Mỗi chúng sanh có nghiệp của mình có nghiệp của mình, nó có nghiệp của nó. Và khi chúng ta nghĩ như vậy đó thì chúng ta sẽ thoát khỏi những cái sự mà dằn vặt, những cái sự đau khổ mà không có cần thiết.